những tin tức, thông tin hot nhất hiện nay. Giải trí tổng hợp trong và ngoài nước. Du lịch và khám phá cuộc sống. Ẩm thực và bản sắc dân tộc từng vùng miền. Tất cả sẽ có trong Danh Lê Vlog, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất. Nói về việc thành lập thành phố Thủ Đức, được biết năm 1997, huyện Thủ Đức được tách ra làm 3 quận như hiện nay gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Thời điểm đó, Thủ Đức là huyện có đất rộng mênh mông, ít người, nếu không có mô hình phát triển như vậy thì đã không có hình hài của 3 quận ngày hôm nay. Bởi khi tách ra đã tạo điều kiện rất lớn cho sự phát triển của vùng đất phía đông này. Hiện nay sự phát triển của 3 quận này đã tới lúc chín mùi. Khi kết nối sự phát triển của 3 quận, thì hy vọng thành phố Thủ Đức sẽ có bước phát triển mới. Dự kiến thành phố Thủ Đức sẽ là hạt nhân thúc đẩy kinh tế của thành phố, cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, và sẽ tăng trưởng bền vững trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0. Biết hiện nay cả nước có 5 thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng có nhiều thành phố khác là thành phố thuộc tỉnh. Khi thực hiện chỉ thị 39 của Trung ương và nghị quyết 18 trong việc thành lập thành phố Thủ Đức thì sẽ sắp xếp lại mô hình quản lý để làm sao chặt chẽ, tinh gọn, nhưng vẫn phát huy được hiệu quả. Với cơ chế hoạt động riêng thì thành phố Thủ Đức sẽ được tinh gọn hơn, có cơ hội phát triển hơn. Đó là thành phố cấp 2 thuộc thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải thành phố thuộc Trung ương. Theo đó, việc thành lập thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 49,79 km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người của quận 2. Toàn bộ 113,97 km2 diện tích tự nhiên, 310.107 người của quận 9 và toàn bộ 47,8 km2 diện tích tự nhiên, 532.377 người của quận Thủ Đức. Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên 1 triệu người. Trụ sở làm việc của thành phố Thủ Đức sẽ tạm thời sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện có trong hệ thống chính trị của 3 quận, 2, 9, Thủ Đức. Sau đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp xếp lại. Sau khi sắp xếp và thành lập, thành phố Thủ Đức sẽ gồm 34 phường. An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chương Đông, Bình Chương Tây, Cát Lái, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Thạnh Mỹ Lợi, Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Long Thạnh Mỹ, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhân Phú A, Tăng Nhân Phú B, Tân Phú, Trường Thạnh, Bình Triều, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Triều, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú, Trường Thọ. Theo Bộ Nội vụ, sau khi sắp xếp, diện tích tự nhiên và quy mô dân số thành phố Hồ Chí Minh không thay đổi, chỉ thay đổi về cơ cấu, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, từ 24 quận huyện sẽ giảm 3 quận, 2, 9, Thủ Đức và tăng 1 thành phố Thủ Đức. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm 10 phường sau khi thực hiện xong đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 đến 2021. Sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sẽ ra sao? Một trong những vấn đề quan tâm khi thành lập thành phố Thủ Đức là việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức. Theo số liệu, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của 3 quận hiện có 981 người, hợp đồng lao động là 149 người. Đề án chính phủ trình dự kiến sẽ bố trí ở thành phố Thủ Đức 822 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức và lao động dôi dư là 399 người. Thành phố Hồ Chí Minh đã có phương án bố trí, giải quyết cán bộ, công chức dôi dư bảo đảm lộ trình theo quy định, đề án nêu rõ. Liên quan đến lộ trình, phương án sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi thành lập thành phố Thủ Đức, đề án cho biết sẽ được thực hiện theo quy định. Cũng theo đề án, số lượng cấp phó, số lượng biên chế công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị liên quan do sáp nhập, hợp nhất trong khoảng thời gian đầu có thể cao hơn quy định, sau đó sẽ giảm dần để đảm bảo số lượng biên chế và bố trí đúng quy định. Trường hợp dôi dư không bố trí, sắp xếp được sang các đơn vị khác thì động viên thôi việc và được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định chính sách của thành phố, đề án nêu rõ. Đối với lao động hợp đồng dôi dư, dự kiến sẽ bố trí, sắp xếp, điều chuyển sang các đơn vị khác trong thành phố còn thiếu. Trường hợp không bố trí, sắp xếp được sang các đơn vị khác thì động viên thôi việc và được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định chính sách của nhà nước. Về phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức, dự kiến trụ sở Thành ủy thành phố Thủ Đức đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 2. Trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Thủ Đức đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 9, còn trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức. Thành phố sẽ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản, đất đai, đề án cho hay. Đảm bảo cơ sở chính trị, pháp lý. Nêu quan điểm trong quá trình thẩm tra, Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết thành lập thành phố Thủ Đức. Việc thành lập thành phố Thủ Đức nhằm thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý hành chính trên địa bàn. Thành phố Thủ Đức được thành lập sẽ là tiền đề quan trọng để hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao của thành phố Hồ Chí Minh. Là hạt nhân, một cực tăng trưởng mới thúc đẩy kinh tế thành phố và vùng kinh tế phía Nam phát triển, báo cáo của Thường trực Ủy ban Pháp luật nêu rõ. Cơ quan thẩm tra cũng đánh giá việc sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập thành phố Thủ Đức là đúng chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính. Mô hình thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương là một mô hình mới, chưa có trong tiền lệ, nhưng đã được Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương quy định. Cụ thể, khoản 2 điều 111 quy định cấp chính quyền địa phương, gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, kinh tế đặc biệt do luật định. Khoản 2 điều 2 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 cũng nêu rõ các đơn vị hành chính của nước ta gồm có huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là cấp huyện. Như vậy, việc thành lập thành phố trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện là bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý, báo cáo của Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận định. Cải cách hành chính, tăng cường công nghệ. Tại phiên họp thẩm tra, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng sau khi thành lập thành phố Thủ Đức, khối lượng công việc quản lý nhà nước cũng như việc giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công hàng ngày cho hơn 1 triệu dân là rất lớn. Trong khi sau khi sáp nhập quận, số lượng cán bộ, công chức thành phố sẽ giảm 1/3 so với hiện tại. Do vậy, có ý kiến băn khoăn với nguồn nhân lực như vậy liệu có gây quá tải cho công tác quản lý nhà nước cũng như phiền hà, ách tắc trong quá trình giải quyết công việc của người dân hay không. Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ và thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ giải pháp, phương hướng kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức. Đổi mới phương thức hoạt động, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Chính phủ, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh xác định lộ trình, giải pháp cụ thể trong việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư. Cùng đó là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức để có thể đảm đương được các công việc của chính quyền đô thị thông minh trong thời gian tới, Ủy ban Pháp luật đề nghị. Thành lập 8 trung tâm quan trọng tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức sau khi sáp nhập có diện tích hơn 211 km2, quy mô dân số hơn 1 triệu người, với 34 phường trực thuộc. Khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức đã được Thủ tướng công nhận kết quả rà soát đánh giá tiêu chí đô thị loại 1, có quyết định công nhận đô thị loại 1. Theo đề án của Chính phủ, thành phố Thủ Đức sau khi được thành lập dự kiến sẽ hình thành 8 trung tâm quan trọng của khu đô thị sáng tạo, tương tác cao. Cụ thể là trung tâm tài chính gắn với khu đô thị mới Thủ Thiêm, trung tâm thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc, trung tâm sản xuất ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm giáo dục, đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ trình độ cao, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Fulbright, Đại học Nông Lâm và các đại học lân cận. Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Sinh thái, khu vực Tam Đa và Long Phước, Trung tâm Giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ và Cảng Container Cát Lái. Khu đô thị Cảng Trường Thọ, đô thị tương lai. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh Danh Lê nha, cảm ơn nhiều nhé.